chào các bạn nhé. Chúc các bạn có một buổi lễ thật vui vẻ. Hôm nay thì ngày lễ thì vợ chồng mình mới có thời gian đi tiếp tục câu cá. Thì hôm nay thì mình tiếp tục câu cá ở cái bãi cũ. Cái bãi này thì mình cũng câu được mấy lần rồi, nên là cá ở đây nó cũng khá quen mồi của mình câu rồi. Hy vọng thì hôm nay sẽ lên được một con khá khá nhân ngày lễ. Các bạn hãy cùng theo dõi mình nhé. Khởi động con đầu tiên nha các bạn. Khá phết. Mới thả cần được chắc khoảng 1 tiếng thì lên em đầu tiên nha các bạn. Khá đẹp. Trong một ngày. Thế là hôm nay chúng mình là trống được món rồi nhá. Bạn nhá. Thank you.
cần số 5 trùng cước này nhé các bạn nhé, chắc cá nó phi rồi. Em cá nó phi nha các bạn, to phết, nó kéo trùng cước, không kêu chuông các bạn nha. Em thứ hai là rô phi, hy vọng sẽ có lên được vài em lớn đó. Tuột mất rồi các bạn ơi, phí quá, ở xa quá chạy không kịp. Giờ mình rút cần mình nghỉ nha các bạn. Giờ khoảng 2 giờ chiều rồi. Thì hôm nay thì mình thả cần cũng khá là muộn, khoảng 8 giờ rưỡi mình mới thả cần. Thì hôm nay rất là tiếc là tuột mất một con, nhưng mà cũng may là không móm. Hôm nay mình rút cần về sớm để về ăn lễ. Thì hẹn gặp lại các bạn ở các clip lần sau. Và xin chào tạm biệt. Đây là thành quả buổi câu ngày lễ hôm nay của chúng mình nhá. Được một em chép cũng khá là đẹp, chắc khoảng hơn cân, phải cân rưỡi ạ các bạn nhá. Đây. Đây. Rất may là không móm các bạn nhá. Đây. Ui. Đây để bắt ra bắt cho các bạn xem. Đây, bỏ nha.